đường nét à, rất là hay. Và con này bao người ngoài sở ấy, như thế mà cho vào đội tuyển không? Thầy Văn thì biết đấy. Cho con gái á? Vâng. Và văn hóa là quan trọng. Trận nữ giám đốc 1 Hoàng Thị Hằng, giám đốc 2 Cao Kiên, giám đốc 3 Kiều Hùng, giám đốc 4 Nam Thắng, giám đốc 5 Văn Quế, trọng tài đài Nguyễn Thị Hiền. Bạn xem tiếp trận nữ. Bố phát thì bảo đuổi ngay. Chỉ biết nào được đâu. Bọn nào tập tốt đá, của đá nó mạnh ngay. Đá chưa tập nó đá nó sẹt sẹt, nó không mạnh, nó không lực. Yếu quá. Yếu. Đấy, đánh nó không có lực. Nhìn nó kiểu như mới tập. Như múa. Như là nó cô tập chuyên nghiệp, nó vào đá vù, phát nổ đúp. Nổ nghe tiếng khán giả nó nghe thích. Tâm đây xì đến nữa nào khỏe hơn thì thắng. Trông là mặt cá bẹt rồi. Bẹt đến. Đây là học sinh, thế là được rồi. Không có sức để mà cứ đấm đá mấy quát là mệt. Vâng. Đỏ vào rất hay. Thằng này mới cho tập được 15 ngày mà vừa lắm. Nó bận học, nó thi học kỳ. Cháu đánh cho nó vừa cọ sát, vừa nâng bản lĩnh, vừa khỏe, vừa tự tin. Còn nó phải nọc văn hóa là chính. Khi tốt nghiệp nó sẽ tuyển mà. Trọng tài nữ rất là xinh xắn, đường nét rất là hay. Và con này bao người ngoài sở ấy, như thế mà cho vào đội tuyển không? Thầy Văn thì biết đấy. Cho con gái á? Vâng. Và văn hóa là quan trọng. Gái này. Vâng. Nó học câu chuyện à? Vâng ạ. Nghịch lắm.
Thì Văn kỹ thuật tốt. Vâng. Kỹ thuật lép. Không nào phải rửa cái ảnh này. Giữ lại không thì được. Mấy chục năm rồi. Chứ học ông Dũng nhỉ? Vâng, Dũng mẹ. Ai lại gọi bắt ma là thầy? Bắt ma được giải là giúp cho dân gì? Gọi là hàng phục. Tôi tưởng nó ít văn hóa đâu, kém. Đây là top tuyển cho dù nó đi diễn ở Hải Dương. À, sông Bạch Đằng quên. Bạch Đằng Giang à? Đừng nghỉ. Các bạn xem tiếp hiệp theo. Tốt, đại đỏ của đá bao giờ rất hay. Trọng tài nhắc nhở vài xanh lần thứ nhất. Bạn chờ công bố kết quả. Trận thi đấu số 12, Chu Mai Anh đơn vị Đông Quang giáp đỏ, Hoàng Thị Linh Chuyên đơn vị IVS giáp xanh di chuyển vào thang thi đấu. Giám định 1 Tiến Dũng, giám định 2 Quốc Quân, giám định 3 Văn Toản, giám định 4 Nguyễn Thủy, giám định 5 Nguyễn Huệ, trọng tài đài Hoàng Quỳnh. Mời các giám định công bố kết quả. Với tỷ số 4-1, vận động viên Rất Xanh được tuyên bố thắng cuộc vòng trong.